câu chuyện ý nghĩa của Bồ Tát. Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, ta sẽ thấy cõi lòng luôn thanh thản. Hạnh phúc hay nỗi đau đều do bản thân ta tạo ra. Muốn thoát khỏi nó, ta phải rèn luyện cho tâm trí luôn bình thản trước mọi việc. Chuyện kể rằng có một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen nhận cúng bái của mọi người. Anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói: "Tôi có thể đổi chỗ ngồi với ngài một lát được không?" Bồ Tát trả lời: "Chỉ cần anh không mở miệng." Kẻ lang thang ngồi trên đài sen, trước mắt của anh ta là cả ngày hỗn loạn ầm ĩ. Người đến phần lớn là cầu điều này điều kia. Anh vẫn cố gắng chịu đựng, trước sau không mở miệng. Một ngày, một phú ông đến. "Phú ông, cầu Bồ Tát ban cho con và gia đình nhiều phước lành." Nói xong, ông dập đầu, đứng dậy, ví tiền lại rơi xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Sau khi ông ta đi ra, thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói: "Xin Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ." Cầu xong, ông dập đầu, đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt lên: "Bồ Tát quả thật hiển linh rồi." Ông cầm túi tiền đi ra. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói không phải hiển linh, đó là đồ của người ta đánh rơi, nhưng anh lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Lúc này, một người ngư dân đi vào. Ngư dân cầu xin: "Bồ Tát, hãy ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió." Đoạn dập đầu đứng dậy. Ông vừa muốn đi lại bị phú ông túm chặt. Vì túi tiền, hai người đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng người ngư dân này đã lấy túi tiền, mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng, không cách nào chịu đựng nổi. Tới lúc này, kẻ lang thang không thể nhịn được nữa. Anh ta liền hô to: "Dừng tay!" Rồi đem chân tướng nói ra cho họ. Tranh chấp nhờ đó mà đã yên. Lúc này, Bồ Tát mới nói: "Người cảm thấy như vậy là đúng hay sao? Người hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi. Người mở miệng tự cho mình là rất công bằng. Nhưng người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa cho người thân. Người giàu không có cơ hội tu đức hạnh. Người ngư dân ra biển gặp sóng gió, chôn thân dưới đáy biển. Nếu người không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia đã được cứu. Người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức. Ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền, tránh được mưa gió, có thể còn sống sót." Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa. Rất nhiều sự tình, nó thế nào chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra đây chứ? Yên lặng theo dõi diễn biến chính là một loại năng lực. Thuận theo tự nhiên là một loại hạnh phúc. Những góc nhìn ngoại đạo về câu chuyện này. Câu chuyện này hay và ý nghĩa, nhưng nó mang tính chủ quan của tác giả. Tất nhiên, khi đọc một câu chuyện hay, ta nên nhìn vào mặt tích cực của nó, ý nghĩa mà nó muốn gửi. Nhưng để đa dạng góc nhìn thì xin phân tích như thế này. Nếu mọi chuyện diễn ra tự nhiên thì chức năng của Bồ Tát trên thế gian này là gì? Có sự bất công trong câu chuyện này
khi kẻ lang thang xin ngồi vào đài sen để quan sát mọi chuyện như Bồ Tát. Nhưng anh ta không có tầm nhìn tinh thông như Ngài, nên không thể biết trước sự việc diễn ra như thế nào để ngăn cản hay để nó cứ diễn ra theo tự nhiên. Bồ Tát biết rõ sự việc tiếp theo nên để mọi chuyện diễn ra như tự nhiên. Còn anh ta, một người phàm thì không thể. Anh ta là một người tốt, khi thấy chuyện bất bình ra tay can thiệp. Nếu câu chuyện rẽ sang một hướng khác, ví dụ hai người cãi nhau, sau đó phú ông nóng giận cho người đánh chết anh ngư dân vô tội thì sao? Bạn sẽ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên? Nếu áp dụng câu chuyện này cho tất cả mọi người trên thế gian thì ắt loạn. Con người vô tâm với nhau, chỉ chăm lo bản thân mình, cứ nghĩ mọi chuyện đã có người trời sắp đặt. Hãy sống tốt như một người phàm, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Suy nghĩ tích cực và hành động tích cực, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thanh thản. Sau đây, chúng ta hãy lắng nghe 36 lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật đã giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Mỗi bài học là một viên ngọc quý giúp chúng ta có cơ hội để hiểu thế giới và làm cho nó trở thành một nơi tốt hơn. Các giáo pháp Phật giáo đã xuất hiện hơn 2.500 năm trước, nhưng giờ đây nó vẫn còn hữu ích và phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Một trong những bài học mà tôi yêu thích nhất của Đức Phật là: khi bạn đi bộ, ăn uống hay đi du lịch, hãy ở nơi bạn đang ở. Nếu không, bạn sẽ bỏ lỡ hầu hết cuộc đời của bạn. Điều này là đúng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Có thể là một cái gì đó mà bạn đang làm, hoặc một nơi nào đó bạn đang đi đến. Chúng ta sẽ không thể trải nghiệm sâu sắc cuộc sống này nếu chúng ta không hoàn toàn hiện diện ở đó, tại thời điểm đó. Chúng ta cần phải có tinh thần và thể chất lý tưởng để thấy cuộc sống diễn ra như thế nào. Đó là cách để không bỏ lỡ một chút gì trong cuộc sống của chúng ta. Trong suốt 45 năm giảng dạy, Đức Phật đã đưa ra rất nhiều trích dẫn tinh thần đầy cảm hứng cho các môn đệ của Ngài. Những lời dạy đó không mang tính giáo điều ép buộc, mà Ngài khuyến khích chúng ta nghiên cứu và trải nghiệm nó để có thể đưa ra một nhận định chính xác nhất cho bản thân mỗi người. Sau đây tôi xin tổng hợp một số lời dạy của Đức Phật để chúng ta nhìn nhận lại chính mình, hoàn thiện bản thân mình theo hướng tích cực nhất trên con đường cạm bẫy, hận thù và đau khổ. 1. Cuối cùng chỉ có 3 điều quan trọng: bạn yêu bao nhiêu, bạn đã sống thanh thản như thế nào, và bạn đã bỏ đi một cách duyên dáng những thứ không dành cho bạn. 2. Đức Phật đã được hỏi: Ngài đã đạt được gì từ thiền định? Ngài trả lời: không có gì. Tuy nhiên, hãy để tôi nói với bạn những thứ tôi đã mất: tức giận, lo lắng, trầm cảm, mất kiểm soát, sợ già và cái chết. 3. Khi học sinh sẵn sàng, giáo viên sẽ xuất hiện. 4. Bạn càng ít trả lời những người tiêu cực, cuộc sống của bạn sẽ trở nên yên bình. 5. Sức khỏe là món quà lớn nhất, mãn nguyện là sự giàu có lớn nhất, một người bạn đáng tin cậy là người thân thích nhất, tâm trí giải phóng là hạnh phúc lớn nhất. 6. Ý nghĩ thể hiện qua hành động, hành động phát triển thành tính cách. Vì vậy, hãy chăm sóc cẩn thận ý nghĩ của mình để cho nó nảy sinh từ tình yêu và sự quan tâm đến tất cả chúng sinh.
7. Đừng học cách phản ứng mà nên học cách thích nghi. 8. Nếu lòng từ bi của bạn không bao gồm chính mình thì lòng từ bi đó chưa hoàn hảo. 9. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Hãy bình tĩnh đón nhận nó. Tất cả sẽ ổn thôi. 10. Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm hết lòng. 11. Nguồn gốc của đau khổ là chấp trước. 12. Giữ hận thù trong lòng cũng giống như uống thuốc độc và hy vọng người khác sẽ chết. 13. Tất cả những gì chúng ta làm là kết quả của những gì chúng ta đã nghĩ. 14. Đừng sống trong quá khứ, không mơ về tương lai. Tập trung tâm trí vào khoảnh khắc hiện tại. 15. Không có gì có thể làm hại bạn nhiều như những suy nghĩ không được bảo vệ của bạn. 16. Thư giãn thật sự là không có gì kiểm soát được. 17. Điều lo lắng là bạn nghĩ rằng bạn có đủ thời gian. 18. Công việc của bạn là khám phá thế giới và sau đó hòa nhập với nó bằng một trái tim chân thành. 19. Không tin gì cả, dù bạn đọc nó ở đâu hay ai đã nói, thậm chí tôi nói cũng thế, trừ khi nó phù hợp với lý trí và ý thức của riêng bạn thông qua trải nghiệm cá nhân. 20. Để hiểu mọi thứ thì hãy tha thứ cho mọi thứ. 21. Không ai có thể cứu bạn trừ chính bạn. Không ai có thể. Chính chúng ta phải tự bước qua quá khứ. 22. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. 23. Cho dù bạn phải trải qua quá khứ đau buồn như thế nào, bạn luôn có thể bắt đầu lại. 24. Nếu bạn muốn bay, hãy bỏ tất cả những gì kéo bạn xuống. 25. Bạn chỉ mất cái mà bạn bám lấy. 26. Khi chúng ta gặp bi kịch thật sự trong cuộc sống, chúng ta có thể phản ứng theo hai cách, hoặc bằng cách mất niềm tin và rơi vào thói quen tự hủy hoại, hoặc bằng cách sử dụng thử thách để tìm ra sức mạnh bên trong của chính mình. 27. Đừng vội vàng bất cứ điều gì, đúng thời điểm nó sẽ xảy ra. 28. Toàn bộ bí mật của sự tồn tại là không sợ hãi. 29. Những ai không có dã tâm thì chắc chắn sẽ tìm được bình an. 30. Trong khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng. 31. Hãy kiên nhẫn, mọi thứ sẽ đến với bạn đúng lúc. 32. Mỗi buổi sáng, chúng ta lại được sinh ra. Những gì chúng ta làm ngày hôm nay là điều quan trọng nhất. 33. Một người có thể chiến thắng chính mình thì vĩ đại hơn một người chiến thắng 1.000 người trong một trận chiến. 34. Tất cả sự bất hạnh của con người xuất phát từ việc không thể đối mặt với thực tại một cách đúng đắn, đúng như nó đang xảy ra. 35. Ai không hiểu sự im lặng của bạn, có thể sẽ không hiểu thông điệp của bạn. 36. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những gì bạn làm hay nhận được, mà nó chỉ dựa vào những gì bạn nghĩ.